Vâng, em đi tìm gà nuôi mấy con, vừa mới làm chuồng gà xong không có gà nuôi, bớt cho mấy con mấy ngày nuôi em con à, đẹp chưa nhỉ? Cất tiền đi, chị cho gà em về nuôi thôi nhé. Vâng, em cất tiền đi. Rồi, thế thì em xin nhé, chị nhé. Em mang 10.000 nuôi đi. Em cảm ơn chị nhé. Vâng, em về nhé, lấy về nuôi nhé, cố gắng nhé. Vâng. Em chào chị nhé.